Chào các bạn nha. Hôm nay mình review cho các bạn cái này là cái bình cổ của bà ngoại, chứ không phải là đời xưa này của bà ngoại mình thôi. Ngoại mình thường thường ngoại dùng để đựng muối, ngày xưa ngoại đựng muối để xài trong gia đình. Nhưng mà mình có cái đam mê là cắm hoa nên mình thấy cái bình này có thể cắm hoa đẹp, nên mình thấy nó có nét cổ cổ nên mình thích, mình xin bà ngoại về mình để dành mình cắm hoa nè các bạn. Đó, mình nhìn coi ra thấy không, đó, có cái dấu tích ngày xưa nó bị lủng hay nhiều, ngoại lấy xi măng mới đắp mà mình không dám đục ra, mình sợ bị bể, mình để luôn vậy cho nó có nét cổ cổ luôn. Thì khi mình bạn bè mình vô mình cái này nữa, nó như lên cái điểm nhấn đúng không, nó vô thấy ủa tại sao nó có cái cục vậy nè. Chứ còn cái bình bình thường vô vậy ai cũng đâu đâu ai đi thấy không, nên mình muốn giữ lại cái ấn tượng vậy đó. Cái đặng có cái lý do bạn bè vô mà hỏi thăm mình có để mình giải thích rồi này kia, đúng cái bình này của bà ngoại tao ngày xưa và đựng muối nó bị lủng, cái ngoài sợ ra muối nên ngoài lấy xi măng ngoài dán lại. Tao giờ tao tính là đục ra mấy lần rồi mà tao không dám đục nên là nên giữ lại vậy. Thích nó, mình có đam mê là cắm hoa, mình thấy cái bình này là nó cắm hoa là được ngắm hoa được xem bình cổ nữa, mình xin ngoại liền về đem về luôn. Về mình cũng năn nỉ mình giấu lắm, tấu anh em đi kiếm ra nó cũng hơi mệt rồi. Đây các bạn ngắm chi tiết nó nha. Thôi về thẩm định thì mình có phải này nó đồ cổ không, chứ mình thấy nó có nét cổ nhưng mà mình cũng không chắc, dám chắc chắn là nó cổ. Tại biết ngoại xài mấy chục năm rồi nhưng mà không có biết là cái này là gốm sứ này, nó có được gọi là liệt vào đồ cổ hay không. Đó, xin mời các bạn cùng ngắm với mình rồi rồi ai biết thì bình luận với mình nha. Rồi nói tiếp anh ba, có gì nói nói tiếp đi. Rồi nè, rồi xong rồi mình để coi mình sẽ ráng cố gắng xin hỏi hoài tìm được những cái món nào mà quý của hoài để mình review cho các bạn nha. Cái này không có được gọi vào đồ cổ gì mấy nhưng mà mình thích lắm, tại vì mình có cái đam mê cái nó là mình cắm hoa mà nó vừa tầm tay, mình gặp là mình phái liền, xin ngoại liền về để mình để dành liền. Rồi thôi chào các bạn nha, để clip sau mình sẽ kiếm những cái món gì lạ lạ để mình review cho các bạn nha, mình xem nha.